Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện từ chính sách của Đài Truyền Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm được xác định là nội dung quan trọng không thể thiếu trong quá trình phát triển kinh tế xã hội nhằm hướng tới sự phát triển bền vững. Đặc biệt với địa bàn miền núi vùng dân tộc thiểu số, đây là vấn đề được quan tâm chú trọng để tạo sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân, từng bước xóa đói giảm nghèo. Cũng bởi thế, thời gian qua, nhiều chính sách nhằm thúc đẩy đào tạo nghề cho lao động ở khu vực này đã được chính phủ ban hành. Tuy nhiên, tỷ lệ lao động đã qua đào tạo ở khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số hiện vẫn còn hạn chế cả về số lượng và chất lượng. Nhiều lao động mặc dù đã được qua đào tạo, song vẫn chưa thể sống được với ngành nghề đã học. Thực tế này đòi hỏi chính sách đào tạo nghề cho lao động khu vực này cần có sự thay đổi để đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển, cũng như thích ứng được với bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ như hiện nay. Đây cũng là chủ đề mà chuyên mục Chuyện từ chính sách ngày hôm nay sẽ cùng phân tích và bàn luận với sự tham dự của ba vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Trọng Độ, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Thường xuyên, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu ông Đào Quang Vinh, Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội. Xin trân trọng giới thiệu ông Lê Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái. Vâng, xin cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tới tham dự cùng chương trình. Và trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn cùng với ba vị khách mời chúng ta sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn sau đây để thấy được nhu cầu về đào tạo nghề của lao động ở khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số. Là con lớn trong nhà, từ bé Trúc đã chăm chỉ mọi việc. Nhưng mảnh nương ngô và ruộng gừng nhỏ bé chẳng đủ nuôi cả nhà 7 người. Ở vùng cao này, chuyện nghỉ học rồi lấy chồng không hiếm. Trúc biết sớm muộn mình cũng phải rời nhà. Mẹ ở nhà nghề làm cũng vất vả nên em đi học em muốn được đổi đời với lại không còn ở mãi ở dưới quê nữa, em muốn lên thành phố để làm. Cuối cùng thì Trúc chọn học trung cấp du lịch với mong muốn lên Sapa tìm việc, vừa gần nhà vừa dễ kiếm việc. Ngoài việc được miễn học phí, ăn ở, trường còn giúp các học viên ở vùng xa có chỗ làm thêm để giảm bớt gánh nặng gia đình. Em chọn cái nghề này là phù hợp nhất ạ, tại vì cái nghề này mình học ra có thể có một công việc ổn định này, xong rồi đỡ hơn mấy cái bạn ở nhà làm việc chân tay. Mấy cái ngành nghề này ở Lào Cai đang rất phát triển, mình học xong rồi làm sẽ thay đổi cuộc sống mình hơn. Rất nhiều học sinh ở vùng cao đã tìm được lối thoát bằng việc đăng ký học nghề từ trung cấp đến cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở. Vấn đề ở đây là vừa xóa đói giảm nghèo được nhưng đồng thời là cái công tác đảm bảo an ninh nông thôn của chúng ta cũng được tốt hơn. Cứ cái địa phương nào mà có nhiều người đi được đào tạo nghề, được đi làm lao động tại các doanh nghiệp và có nguồn thu nhập mang về thì cái an ninh nông thôn nó được tốt hơn và cái xóa đói giảm nghèo nó bền vững hơn. Đối với nhóm học sinh sau khi học xong lớp 9 mà không có cái nhu cầu học tiếp thì chúng ta phải có cái định hướng nghề nghiệp và thực hiện những cái chương trình đào tạo nghề để cho các em có thể là có những cái kỹ năng nghề phù hợp với cái nhu cầu thị trường lao động để trên cơ sở đó thì có thể tìm kiếm những cái việc làm phù hợp. Chuyện hướng nghiệp dạy nghề ở miền núi đầy khó khăn. Nếu không được định hướng đào tạo từ sớm, tương lai của các em sẽ không biết đi về đâu khi không có gì trong tay ngoài sức trẻ. Tư vấn và định hướng dạy nghề từ sớm sẽ giúp các em hiểu về nghề, về giá trị khi có một kỹ năng và tương lai việc làm. Vâng, sau khi theo dõi phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là với đặc thù ở vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số thì cái nhu cầu được đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với các lao động hiện nay là rất lớn. Ngay từ khi các bạn chuẩn bị bước chân vào thị trường lao động. Thưa ông Đào Trọng Độ, ông có thể cho biết cái kết quả của công tác đào tạo nghề cho lao động ở khu vực này thời gian qua như thế nào? Trong thời gian qua thì được sự quan tâm của nhà nước, của chính phủ thì cái công tác đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số đã được hết sức là quan tâm. Theo đó thì cái thanh niên và người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số khi tham gia đào tạo nghề từ các cái trình độ từ đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp thì đều có các chính sách hỗ trợ của nhà nước. Và với các chính sách đó thì trong những năm qua, đặc biệt từ giai đoạn 2015 đến nay khi mà có luật giáo dục nghề nghiệp ấy, thì cái số lượng người dân tộc thiểu số được học nghề đã tăng lên tương đối. Trong đó thì cái đề án về hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động nông thôn ấy, thì hàng năm có khoảng tầm 20%
cái số người mà được hỗ trợ học nghề, tức là trong khoảng tầm gần 1 triệu người được hỗ trợ học nghề hàng năm ấy, thì có khoảng 20% người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số được hỗ trợ học nghề. Thì như vậy là trong những năm qua thì cái chất lượng cũng như là cái số lượng mà người dân tộc thiểu số được học nghề cũng đã tăng lên. Vâng, với những cái thông tin, những cái số liệu như là ông Đào Trọng Độ vừa cung cấp thì thưa ông Đào Quang Vinh, ông đánh giá như thế nào về cái kết quả mà chúng ta đã đạt được trong triển khai đào tạo nghề cho lao động ở khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số, và liệu nó đã đáp ứng được so với cái yêu cầu của thực tiễn hiện nay chưa ạ? Có thể thấy là chúng ta đã đạt được những kết quả khá tốt như ông Độ vừa trình bày. Tuy nhiên thì nếu nhìn vào cụ thể vào các cái số liệu qua điều tra khảo sát ấy, thì thấy rằng là nó có những hiện vẫn còn một cái khoảng cách, cái chênh lệch khá lớn giữa các vùng, các tỉnh. Ví dụ như là đến năm 2021 tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ là 26,1%. Tuy nhiên thì ở vùng Tây Nguyên chẳng hạn chỉ mới khoảng 15% thôi, ở vùng đồng bằng sông Cửu Long thậm chí còn thấp hơn. Những cái kết quả về giải quyết việc làm cũng cho thấy rằng là phần lớn những cái người vùng miền núi, vùng dân tộc thiểu số chưa tham gia vào được các cái phân khúc việc làm có chất lượng, tham gia vào những cái công việc có thể có thu nhập cao. Tại sao? Tại vì trình độ tay nghề, trình độ đào tạo của họ còn hạn chế. Cái này có nhiều nguyên nhân và thực sự là đang là những khó khăn cho phát triển kinh tế xã hội ở các vùng, và đây là đang là cái rào cản cho những cái bứt phá cho các cái vùng miền núi và vùng dân tộc thiểu số. Vâng, về phía cơ sở đào tạo ạ, thưa ông Lê Anh Tuấn, ông có thể chia sẻ những cái khó khăn trong công tác đào tạo nghề cho lao động ở khu vực này dẫn đến cái tình trạng số lượng và chất lượng đào tạo hiện nay thì vẫn chưa được như mong muốn ạ? Thực tế mà nói thì đối với các cơ sở thì nó cũng có rất nhiều những cái khó khăn. Thứ nhất là về mặt khách quan thì do các đặc thù của các tỉnh vùng núi nói chung, thì đó là cái điều kiện về địa lý, về cái dân số thì phân tán nó không tập trung. Các cơ sở giáo dục, các cơ sở về công nghiệp thì nó gần như là ít, và cái nhận thức về trình độ của một bộ phận thanh niên của ấy thì so với lại các vùng thấp là nó đều có những cái hạn chế nhất định. Thế còn về mặt chính sách thì chúng tôi nghĩ là trong những năm qua thì cũng đã được Đảng và Nhà nước quan tâm rất nhiều, trong cái đặc biệt là công tác phân luồng hướng nghiệp. Nhưng về đối với lại các tỉnh vùng núi nói chung thì cái chiều sâu và cái hiệu quả của công tác phân luồng này nó cũng chưa được như mong muốn. Cái thứ hai là đối với lại các chính sách khác để hỗ trợ thì mặc dù có rất nhiều các chính sách, nhưng mà trong các chính sách để khi thực hiện thì nó cũng còn những cái vấn đề mà chúng ta cũng cần phải bàn cãi. Đó là cái hỗ trợ cho đi học nghề thì hiện tại thì mới hỗ trợ cho cái trình độ tốt nghiệp trung học cơ sở là được miễn học chính trung cấp. Thế còn lại tốt nghiệp trung học phổ thông đi học nghề thì trừ một số các ngành nghề độc hại, rồi các ngành nghề mà xác định theo cái danh mục của Bộ Lao động được miễn một số 70% chẳng hạn. Thế còn lại thì vẫn chưa được, cũng chưa được miễn. Thế cái thứ hai là một số các chính sách đối với lại các hộ dân tộc thiểu số hoặc các vùng sâu vùng xa đi học nghề theo cái quyết định 53 của chính phủ ấy, thì lại phải xét theo năm. Đấy, cho nên là rất nhiều học sinh khi học hết một năm mà nó hết cái chế độ chính sách đấy thì thực tế nó gọi là thoát nghèo thôi, chứ còn cũng còn vẫn rất vấn đề, cho nên một số các em nó lại bỏ. Đấy là những cái rất nhiều khó khăn. Ngoài những cái nguyên nhân như là ông Lê Anh Tuấn đã vừa chỉ ra thì còn có những cái nguyên nhân nào khác nữa khiến cho cái công tác đào tạo nghề ở khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số của chúng ta hiện nay thì vẫn còn những cái hạn chế ạ, thưa ông Đào Trọng Độ? Tôi nghĩ là có một cái nguyên nhân cũng hết sức là quan trọng, đấy là cái sự vào cuộc của các cấp. Tức là ở rất nhiều địa phương như anh Tuấn vừa chia sẻ thì ngoài các cái chính sách quy định chung của Trung ương ấy, thì các tỉnh cũng có các nghị quyết là có những chính sách hỗ trợ riêng để làm sao tạo cái điều kiện thuận lợi nhất cho cái bà con và con em của họ đi học. Đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là cái sự vào cuộc của hệ thống chính trị ở địa phương. Cái thứ hai thì tôi nghĩ rằng có một cái nguyên nhân nữa, đấy là cái việc thay đổi nhận thức nói chung, và đặc biệt là đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số thì tôi nghĩ rằng là để thay đổi được cái nhận thức,
cái thói quen, cái phong tục, cái tập quán của họ để mà họ có thể tham gia vào cái quá trình mà sản xuất mang tính chất công nghiệp, thì nó cũng là cả một cái câu chuyện rất là dài. Bởi vì là thường ấy thì bà con hay làm theo cái phong tục, theo tập quán, theo thói quen. Rồi ngay cả cái việc học cũng vậy. Có khi là khi mà bà con tham gia học một cái lớp, nhưng mà khi mà ở bản hay là ở xóm mà có công việc cái thì có thể họ sẵn sàng họ nghỉ đến 2-3 ngày, xong việc thì họ mới đi học tiếp. Tức là cái việc mà cái ý thức, từ cái nhận thức nó đến cái ý thức và cái tác phong trong cái việc học tập, và từ cái tác phong trong học tập thì nó mới đến cái tác phong khi mà các bạn đi làm việc ở các cái doanh nghiệp hoặc các nhà máy, vì sản xuất theo dây chuyền công nghiệp, sản xuất theo phương thức hiện đại thì rõ ràng nó đòi hỏi con người nó phải có một cái ý thức, có một cái tác phong nó phải thay đổi. Qua chia sẻ của các vị khách mời thì có thể thấy là chúng ta có cả những cái nguyên nhân khách quan và cả những cái nguyên nhân chủ quan khiến cho cái số lượng cũng như chất lượng của lao động nghề ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số thì hiện nay nó vẫn còn chưa được như mong muốn. Và cũng có một cái tình trạng là người lao động thì mặc dù đã được qua đào tạo nhưng mà vẫn không có việc làm và cũng không sống được bằng những cái ngành nghề mà họ đã học. Đó cũng một phần là do đào tạo cũng chưa sát được với thực tiễn và chưa gắn được với cái nhu cầu của người học nghề và cái thị trường lao động. Đặc biệt là trong cái bối cảnh mới hiện nay, khi mà cái chuyển đổi số cũng như là cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động rất là mạnh mẽ trên toàn cầu và Việt Nam cũng không nằm ngoài cái xu hướng đó. Vậy thì thưa ông Đào Quang Vinh, trong cái bối cảnh như hiện nay thì cái công tác điều tra khảo sát cái nhu cầu học nghề cũng như là dự báo cái xu hướng nhu cầu sử dụng nghề của xã hội để đảm bảo đào tạo đúng và trúng thì sẽ cần phải được quan tâm triển khai như thế nào? Phải thẳng thắn mà nói rằng là công tác đánh giá hiện nay nó còn mang tính hình thức và không đầy đủ, không chuyên nghiệp. Chúng ta đang thiếu các cái đầu tư cần thiết để làm công tác dự báo. Chúng ta đang thiếu các cái trung tâm dự báo có chất lượng. Hiện nay cái dự báo về thị trường lao động đang rất tản mạn. Sự Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Lao động, Bộ Giáo dục Đào tạo, theo tôi thì Bộ Lao động cần phải xây dựng một cái trung tâm dự báo mạnh về cung cầu lao động, và cái đấy sẽ giúp cho các cơ sở đào tạo, giúp cho người dân hiểu được, định hướng được cần phải học cái gì, trường các cơ sở đào tạo cái gì và nhu cầu thị trường đang cần cái gì. Và cái đấy nó phải liên kết được với các cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương, của đất nước. Sắp tới ở trên địa bàn các địa phương sẽ phát triển ngành nghề gì, lĩnh vực gì để người dân nhìn vào đấy để chuẩn bị. Vậy về phía bộ, cơ quan quản lý nhà nước về vấn đề này thì thưa ông Đào Trọng Độ, chúng ta đã có những cái kế hoạch cũng như những cái giải pháp như thế nào để thúc đẩy cái công tác dự báo cũng như là nhận định được cái xu hướng của thị trường lao động ở khu vực nông thôn miền núi? Cái nhu cầu về thị trường lao động của cái khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số ấy, thì nó sẽ có hai cái hướng chính. Một ấy là nếu những cái người lao động mà họ quay trở về hoặc họ đang làm việc ở trên chính cái địa bàn của họ ấy, thì họ có xu hướng là muốn học hành các cái nghề mà có thể làm được những cái công việc tại chỗ nhưng mà nó hiệu quả hơn. Ví dụ như làm nông nghiệp thì nó phải theo hướng là xu hướng là nông nghiệp hiện đại chẳng hạn, để có thể là sản xuất được hàng hóa tốt bán ra thị trường. Cái thứ hai là cái xu hướng dịch chuyển từ khu vực miền núi ra khu vực khác. Khu vực đấy thì nó sẽ có hai cái xu hướng. Một ấy là hiện nay cũng đang nhiều là thanh niên là muốn học một nghề để có thể dịch chuyển sang nước ngoài làm việc với cái mức là thu nhập nó tốt hơn một vài năm để có vốn để về có thể phát triển kinh tế của mình. Thứ hai là dịch chuyển xuống các cái khu vực mà tập trung nhiều khu công nghiệp. Vâng, với cái xu hướng của thị trường lao động cũng như là nhu cầu đào tạo nghề ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số cũng đã có cái sự thay đổi, thì thưa ông Lê Anh Tuấn ạ, từ thực tiễn hoạt động giảng dạy thì theo ông cái công tác đào tạo nghề tại địa phương sẽ cần phải chú trọng vào những vấn đề gì để phù hợp với đặc thù của vùng miền núi cũng như là đáp ứng cái yêu cầu của thực tiễn ạ? Trường tôi thì tôi cũng xác định là mình có những cái ngành nghề mũi nhọn, những cái thế mạnh của mình thì mình phải đi sâu vào những cái đấy để làm tốt cho tốt những cái đấy, để nó tạo cái lan tỏa và nó gắn liền với những cái việc làm hay là những cái định hướng, những cái của tỉnh. Ở như tỉnh Yên Bái thì bây giờ nó đang tập trung trong cái định hướng của tỉnh, tập trung vào thứ nhất là chế biến gỗ do cái điều kiện là rừng nhiều. Đấy, rừng tỉnh Yên Bái thì cũng là một trong những tỉnh nhiều rừng nhất. Hai là những cái cây
dược liệu, như quế. Trước đây là quế là trồng bình thường, và có anh Vinh đấy, nhưng bây giờ là quế, người ta gọi quế hữu cơ, cách trồng nó khác, đấy, cách chế biến nó khác, để nó mới đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Thế vậy thì trong cái chương trình đào tạo của nhà trường, rồi cái đội ngũ giáo viên của nhà trường, cái cơ sở vật chất của nhà trường, nó cũng phải có những cái thay đổi. Đào tạo nghề thì gắn với giải quyết việc làm ngay tại địa phương là mục tiêu cuối cùng mà chúng ta hướng tới để người lao động sau khi học nghề có nghề không phải ly hương. Và để đạt được mục tiêu này thì nhiều địa phương đã triển khai các cái giải pháp linh hoạt gắn mục tiêu dạy nghề với tạo việc làm, mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác đào tạo nghề cho lao động ở vùng dân tộc thiểu số. Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, Giáo dục Thường xuyên huyện Xín Mần. Với phương châm cầm tay chỉ việc, các học viên ở đây đã được học nhiều ngành nghề ngắn hạn như may, xây dựng dân dụng, đan lát thủ công hoặc kỹ thuật chăn nuôi trồng trọt trong nông nghiệp. Việc đào tạo tại chỗ gắn với nhu cầu việc làm của địa phương giúp thuận tiện cho việc học tập của các lao động miền núi. Em được học qua cái lớp các cô dạy này, em cũng rất là vui, bởi vì em trở về gia đình em cũng có nhiều kiến thức hơn để trồng được rau củ sạch hơn, với lại trồng được đi ra chợ bán, được phụ cấp gia đình nhiều hơn thì em cũng cảm thấy rất là vui. Sau khi hoàn thành lớp học này thì chúng em cứ tự tin và khẳng định là có thể là tự xây dựng được những cái công trình ở trên địa bàn của xã, hoặc là có thể tham gia vào các công ty xây dựng để có thể là mà tăng thu nhập. Đào tạo gắn với nhu cầu nên sau khi học nghề, nhiều lao động đã tự tạo được việc làm hoặc tự liên kết với nhau thành lập hợp tác xã, tạo ra các sản phẩm về nông nghiệp phục vụ cho nhu cầu của gia đình và bán ra thị trường, góp phần tăng thêm thu nhập, cải thiện cuộc sống. Qua mở các lớp đào tạo nghề ngắn hạn tại địa bàn, tại địa phương đã giúp cho người lao động có tay nghề để tạo công ăn việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập. Ngoài việc đào tạo tại chỗ thì việc liên kết với các doanh nghiệp là xu hướng và cầu nối quan trọng trong việc đảm bảo nâng cao chất lượng đào tạo, tạo việc làm cho lao động. Đây cũng là cách mà trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Giáo dục Thường xuyên Bắc Quang, tỉnh Hà Giang thường xuyên triển khai trong công tác liên kết đào tạo. Nhờ được thực tập tại các doanh nghiệp mà nhà trường đã liên kết, em Lò Phương Triều, lớp may K9 hệ trung cấp đã tích lũy được rất nhiều kiến thức thực tiễn. Qua cháu đi trải nghiệm thì cháu được làm một công việc là vừa may vừa vắt sổ, hấp thu được kiến thức, ví dụ như là vừa trải nghiệm vừa học tập với chú. Nhiều năm qua, trường Trung cấp Dân tộc Nội trú Giáo dục Thường xuyên Bắc Quang đã ký kết hợp tác đào tạo với nhiều doanh nghiệp trong hợp tác đào tạo. Nhờ có hệ thống đào tạo kép, người học sẽ có khoảng 60% thời gian học lý thuyết và thực hành tại trường nghề, và dành 40% thời gian để học và thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp. Mấy năm trở lại đây thì nhà trường rất là chú trọng đến công việc liên kết, tìm hướng đầu ra cho học sinh, và nhà trường cũng đã chủ động liên kết với lại các doanh nghiệp trong huyện và ngoài tỉnh ở các thành phố lớn như là Hà Nội để cho các em có đi thực hành trực tiếp tại doanh nghiệp, và từ đó thì các em sẽ tìm hiểu và hiểu biết được về cái quá trình làm việc tại các doanh nghiệp, và khi tốt nghiệp ra trường thì các em sẽ được các doanh nghiệp tuyển dụng lại. Liên kết hợp tác đào tạo nghề đang là hướng đi đúng đắn, giúp nhà trường vừa nâng cao chất lượng đào tạo, vừa giải quyết việc làm cho học sinh sau khi tốt nghiệp. Vâng, ở khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số thì đa phần người lao động thì có đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn. Vì thế sau khi được đào tạo hành nghề thì họ rất cần có cái sự hỗ trợ sản xuất và tạo việc làm. Thưa ông Lê Anh Tuấn ạ, vậy thì từ thực tế tại địa phương, theo ông sẽ cần có những cái giải pháp như thế nào để tạo việc làm cho người lao động sau đào tạo ạ? Bây giờ nó có nhiều hình thức. Thứ nhất là đào tạo theo địa chỉ, là phối hợp với các doanh nghiệp. Khi đào tạo ở trường tôi thì hiện tại là cũng có những cái lớp mà đầu ra, mặc dù là những cái lớp đấy là mình có gọi là theo nhu cầu của doanh nghiệp. Đấy là một cái kênh ra, có nghĩa là các em, bản thân các em từ lúc học nó giúp ra đã được hỗ trợ từ doanh nghiệp, rồi từ cái việc làm và sau đó đào tạo. Cái kênh thứ hai là nó một số các em thì do cái điều kiện hoặc tất cả thứ thì các em chưa theo học được, thì nhà trường phải phối hợp với doanh nghiệp, thì trên cơ sở cũng khảo sát ở các trung tâm giới thiệu việc làm, rồi các doanh nghiệp mà trong cái mối liên hệ với nhà trường,
các cơ sở đào tạo thì phải chủ động ở trong cái việc mà cái năm cuối cùng để các em có cái kết nối với doanh nghiệp đấy và các em có sự lựa chọn đấy. Thì còn lại chính sách thì tôi nghĩ là có rất nhiều chính sách để khuyến khích, hiện tại có rất nhiều chính sách khuyến khích, đặc biệt là các đoàn thể từ hội phụ nữ, đoàn thanh niên thì đều có cái vay vốn khởi nghiệp, đặc biệt là công tác khởi nghiệp đấy. Thì chúng tôi cũng đang ngay như từ những năm học cuối là chúng tôi cũng chú trọng là cái công tác khởi nghiệp để mời các doanh nghiệp để cho các em có thể khởi nghiệp. Vâng, về vấn đề này thì xin mời ý kiến của ông Đào Quang Vinh ạ. Sau khi đào tạo thì các cái chương trình hỗ trợ là phải có ngay. Ví dụ như học xong rồi thì là công tác giới thiệu việc làm như thế nào, kết hợp với doanh nghiệp như thế nào, các cái chương trình tín dụng cho vay vốn như thế nào, các cái chương trình khởi nghiệp như thế nào, tận dụng các cái lợi thế của địa phương. Ví dụ như là về những cái cây, những cái con mà gắn với các cái địa phương đấy, hay là phát triển các cái du lịch. Rất nhiều địa phương miền núi dân tộc thiểu số phát triển du lịch. Thế thì các cái kỹ năng về du lịch, về dịch vụ, về nhà hàng, về khách sạn, tất cả những cái đấy, theo tôi là đấy là những cái hướng mà phải có sự đồng bộ, và ai là người đứng ra làm chuyện này, đấy phải là chính quyền địa phương mới có đầy đủ thông tin, mới có đầy đủ các cái quyết sách để phối hợp và làm cho cái việc đào tạo nó đạt hiệu quả cao. Về phía cơ quan quản lý nhà nước ạ, thưa ông Đào Trọng Độ, vậy vấn đề này sẽ được Bộ quan tâm và có những cái giải pháp như thế nào để gắn dạy nghề với tạo việc làm cho lao động ở khu vực miền núi vùng dân tộc thiểu số ạ? Chúng ta có các cái quỹ, rồi các cái chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội, cả cấp trung ương và cả cấp địa phương. Chúng ta có quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm. Thế rồi ở các cái vùng mà sản xuất nông nghiệp hoặc sản xuất nông nghiệp quy mô lớn ấy, thì đều có các cái chính sách hỗ trợ. Ví dụ như là bà con mà bám rừng, đúng không ạ? Để mà trồng các cây vùng nông nghiệp các thứ thì họ đều được có những cái chính sách hỗ trợ để mà làm sao họ có thể ổn định được cái đời sống cũng như là có cái thu nhập để người ta gắn bó với lại cái nghề của mình. Thì những cái chính sách hỗ trợ và các cái nguồn lực hỗ trợ như bây giờ tôi nghĩ rằng nó cũng đã cơ bản là tốt so với lại cái điều kiện của chúng ta hiện có. Thế cùng với cái hỗ trợ đó thì cái ý thức vươn lên của mỗi người lao động nó cũng sẽ là một cái, nó góp phần vào cùng với cái hỗ trợ đó thì nó mới tạo ra được một cái xung lực. Thì chúng tôi nghĩ rằng là phải, nó phải có những cái tổng hòa như vậy thì nó mới tạo ra được một cái hiệu quả tốt được. Để gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho người lao động thì ngoài vai trò của nhà nước, sự vào cuộc của địa phương, của các ban ngành thì cũng cần cái sự chung tay của doanh nghiệp, như là ý kiến của các vị khách mời cũng vừa mới đề cập, và kể cả trong quá trình đào tạo cho đến khi mà giải quyết việc làm, giải quyết đầu ra cho các cái sản phẩm. Vậy thưa ông Lê Anh Tuấn, theo ông thì chúng ta sẽ cần phải thúc đẩy những cái giải pháp như thế nào để có thể phát huy hơn nữa cái vai trò của doanh nghiệp tham gia vào vấn đề này? Đối với lại góc độ nhìn nhận từ một cái cơ sở đào tạo ấy, thì chúng tôi cũng nhìn nhận là cái vai trò của doanh nghiệp rất lớn. Nhưng hiện tại thì cũng phải nói thật là cái kết nối giữa cơ sở giáo dục đào tạo với các doanh nghiệp nó đang có những cái chưa được chặt chẽ. Mà phần lớn ấy thì nếu nói đúng ra thì phần lớn thì do cái mối quan hệ của nhà trường với các doanh nghiệp là chính. Cái hỗ trợ từ chính sách ấy, nó chỉ là một phần ấy. Bởi vì cái chính sách đối với doanh nghiệp thì nó có hai cái. Một là nó chưa, mặc dù chính sách thì có rất nhiều, nhưng nó chưa đủ khuyến khích doanh nghiệp tham gia với cái thị trường lao động này. Tôi nghĩ rằng là chính sách có, nhưng mà cái cơ chế chúng ta thực thi, các cái điều kiện và các cái hướng dẫn, các cơ chế thực thi như thế nào để mà hai bên, nhà trường và doanh nghiệp, thế rồi cái bên nữa là bên người học, người ta đều thấy được rằng là tham gia một cái quá trình này thì người ta được hưởng lợi và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi. Thì chúng tôi nghĩ rằng là phải cái trách nhiệm của doanh nghiệp, tức là trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp, không phải cái đến lúc anh cần thì anh mới kêu, mà rõ ràng là anh phải tham gia suốt vào cái quá trình, là khi anh đang đủ thì anh cũng vẫn phải tham gia, tức là cái trách nhiệm của anh đối với công tác đào tạo. Vâng, thưa ông Đào Quang Vinh ạ, theo ông thì làm thế nào để có thể thúc đẩy cái công tác phối hợp đào tạo gắn với giải quyết việc làm giữa các cái cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cái doanh nghiệp một cách hiệu quả? Chỉ có nhà nước, trên cơ sở lợi ích của quốc gia, phát triển nguồn nhân lực cho quốc gia và lợi ích của người lao động là công ăn việc làm cho người lao động, phải tính toán để có các cái chi phí ở đây. Đây thực sự là các cái chính sách hỗ trợ cho cả hai bên, để ông doanh nghiệp thấy rằng tôi được hỗ trợ như vậy là thỏa đáng để tôi tham gia, và cơ sở đào tạo chủ anh Tuấn cũng thấy là như thế là thỏa đáng để tôi tham gia.
và cuối cùng mang lại lợi ích cho người lao động được học hành tử tế, có nghề nghiệp tử tế và xã hội có nguồn nhân lực tốt để phát triển kinh tế. Vâng, thưa quý vị và các bạn, đề án tổng thể phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được ban hành kèm theo nghị quyết số 88 của Quốc hội khóa 14 đã đề ra mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là 50% lao động trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu, điều kiện của người dân tộc thiểu số. Đến năm 2030, có 40% lao động người dân tộc thiểu số biết làm các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, du lịch, dịch vụ, kinh tế, nông lâm nghiệp, hàng hóa. Trên cơ sở những định hướng của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của các bộ ngành và các địa phương sẽ góp phần nâng cao chất lượng lao động khu vực miền núi, vùng dân tộc thiểu số, từng bước giải quyết việc làm, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế vùng nông thôn, thúc đẩy quá trình hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo tại các địa phương, thúc đẩy vùng dân tộc thiểu số và miền núi phát triển đi lên một cách bền vững. Đến đây thì chuyên mục chuyện về chính sách ngày hôm nay của chúng tôi cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn ba vị khách mời đã dành thời gian tới tham dự cùng chương trình. Xin được nói lời chào tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.